Vị khách đến sớm. Ngày mai là tiết thanh minh rồi. Từ đầu xuân đến giờ tôi bận rộn suốt, không hề được nghỉ ngơi, mệt đến khí lực chẳng còn. Hồi chiều, lúc giảng pháp cho chư Phật hữu, tôi đuối đến nói không ra hơi. Quả thật, tôi rất thèm có thời gian được nghỉ, nhưng ước mơ này xem ra cũng khó với tới. Khuya nay ngủ không được, tôi quyết định thức dậy tụng khóa sớm. Như mọi lần, tôi kéo rèm, mở cửa sổ ra. Vừa nhìn bên ngoài thì bủn rủn hết hồn. Tuy còn khuya, nhưng bầu trời ở Đông Bắc tương đối sáng tỏ hơn thành thị. Do tôi chưa chuẩn bị tinh thần, bỗng thấy trước mặt mình hiện sừng sững một nữ quỷ tóc xõa dài, hai chân cách đất, không nhìn rõ mặt mày vì tóc đã che phủ hết. Nếu như chuyện bình thường thì tôi không sợ, nhưng hôm nay do chuyện xảy ra quá đột ngột khiến tôi hoảng hốt và kinh ngạc đến há hốc miệng ra. Tự trấn tĩnh một lúc, tôi hỏi thần hộ giới việc này là thế nào. Họ nói với tôi, cô gái này thường đến đây cũng khá lâu rồi, không ngờ hôm nay bị phát hiện, có lẽ cô cùng người có duyên đó. Do chúng tôi hàng ngày luôn tụng kinh hồi hướng cho chúng sinh, nên có thể là nữ quỷ này đến để nghe buổi tụng khóa sớm chăng. Thần bảo tôi, nếu muốn giao lưu với nữ quỷ này, xin người hãy định tĩnh, dùng tâm trò chuyện với cô ta. Thế là tôi liền định tĩnh, nhắm mắt lại, dùng tâm để giao cảm. Tôi hỏi nữ quỷ bằng tư tưởng, vì sao cô hiện hình nhát tôi? Tôi vừa mới hỏi thì nữ quỷ bật khóc. Tôi không hiểu gì, cũng chẳng biết làm sao để cô ngưng khóc, liền đưa tay sờ vào cô định vỗ về. Bởi vì tôi chưa bao giờ dùng tay chạm qua chúng sinh cõi quỷ, nên bây giờ vừa sờ vào phát hiện cảm giác trống rỗng như hư vô. Tôi rất ngạc nhiên và ngơ ngẩn, không biết làm sao an ủi cô. Nhìn thái độ chưng hửng của tôi, nữ quỷ bắt tức cười lên tiếng, tôi biết người tên gì, cũng biết người luôn tụng kinh cầu cho tất cả chúng sinh. Tôi nghe kinh đã được một tháng rồi, hôm nay có ý muốn đến sớm một chút, nào ngờ bị người thức dậy quá sớm và phát hiện. Người mệt như thế mà hằng ngày còn bỏ công để tụng kinh cầu cho chúng tôi, thật rất cảm tạ. Ngừng một lát, nữ quỷ lại bảo tôi, xin người hãy niệm Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai, thì lập tức hình dạng tôi sẽ chuyển tốt, không làm người sợ nữa. Bởi tôi e hình dáng quỷ của mình sẽ gieo kinh hãi, cho nên mới cố tình cho tóc xõa dài che kín mặt. Cũng xin người hãy giữ khoảng cách xa tôi một chút, vì loài chúng tôi âm khí rất nặng, sẽ làm tổn hại đến người. Đó là điều tôi hoàn toàn không muốn. Tôi liền làm theo lời nữ quỷ yêu cầu, chắp tay chí thành niệm Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai 10 lần. Kỳ tích xuất hiện, nữ quỷ liền biến thành xinh đẹp, đầu tóc vén lên gọn gàng, khiến tôi có thể nhìn rõ mặt cô ta. Trông cô rất khả ái. Nữ quỷ xin tôi sau này hãy niệm nhiều danh Phật cho, vì rất có ích cho chúng sinh. Tiếp đến, cô kể tôi nghe, cô là người sinh ra ở địa phương này, 19 tuổi nhảy lầu chết. Cô kể, mình hiện là oan hồn cô độc, do tôi tự tử nên không được đầu thai, phải ở nơi cõi âm thọ khổ, làm quỷ phiêu bạc bất vững trong dân gian. Tôi hỏi, vì sao cô chẳng đọa địa ngục? Cô đáp, ác nghiệp của tôi chưa đáng phải vào địa ngục. Nhưng dù tôi không xuống địa ngục, thì những khổ hình phải nếm qua cũng không khác địa ngục là bao. Bởi vì hằng ngày cứ đúng giờ khắc, tôi đã tự sát chết như thế nào, thì phải tái diễn lại y hệt vậy. Nghĩa là tôi phải tiếp tục đứng trên lầu nhảy xuống tự tử, nếm lại cảm giác dông thân đau đớn tột cùng. Tôi đã phải diễn cảnh nhảy lầu này suốt 10 năm rồi, ngày nào cũng phải tái hiện cảnh tự tử như thế. Khổ không thể tả,
chưa kể kiếp quỷ bất như ý, dứt dưỡng đối khác, khổ hơn làm người ức vạn lần. Nếu biết như vậy, tôi đã không tự tử làm chi? Nữ quỷ kể, 10 năm trước, sau khi cha mẹ cô ly hôn, tòa phán quyết cô về ở với mẹ. Nhưng mẹ cô tục huyền, thành ra cô có cha ghẻ. Sau đó vì ông cha ghẻ đồi bại này cưỡng hiếp cô mét lại với mẹ ruột. Nhưng bà chẳng những không tin mà còn đuổi cô ra khỏi nhà. Thế là cô phẫn uất, đứng từ trên lầu nhà mình nhảy xuống tự sát. Cô còn nói rõ địa chỉ nơi nhà cô ở, bảo rằng nếu không tin thì tôi có thể điều tra kiểm chứng. Cô nói, chẳng phải nhà đồ đệ người ở gần nhà tôi hay sao? Vì cách nhà mẹ tôi chỉ có 11 căn. Chiều đó, tôi có phái đồ đệ đi điều tra sự tình. Đúng là đã tìm ra nhà mẹ nữ quỷ. Khi hỏi thăm, láng giềng cũng xác nhận là thật có việc này. Nữ quỷ lại kể cho tôi nghe, cô đã báo thù mẹ và cha ghẻ, làm cho cha ghẻ bị mắc bệnh ung bú ác tính, còn mẹ cô phải ly hôn. Cô vừa kể vừa khóc, than rằng vì sao cô báo mộng cho mẹ, xin bà tụng kinh cho cô, nhưng bà lại chẳng tin. Cô bảo tôi, cô làm cho mẹ bị giả quỷ hành hạ, thân thể không an, ngày đêm khốn đốn. Cô muốn mẹ tin nhân quả, sám hối những tội lỗi bản thân bà đã làm để tương lai thoát khổ. Tôi cảm động vì cô tín nhiệm tôi, cảm tạ cô cho tôi biết sự thật. Tôi rất não lòng vì thấy cô quá đáng thương. Mới 19 tuổi đầu mà sao cô quá khổ như vậy? Tôi khuyên cô hãy buông bỏ oán hận và hứa sẽ sai đồ đệ đến tìm mẹ cô. Tôi giải thích hiện tại sức khỏe tôi không tốt nên tôi muốn ở nhà nghỉ dưỡng. Tôi sẽ nhờ đồ đệ liên lạc mẹ cô, bởi vì chúng tôi chưa từng quen biết bà. Nếu kể rõ mọi chuyện về tình cảnh và tâm nguyện của cô, nhất định mẹ cô sẽ hiểu và tin, minh bạch nhân quả. Cô nghe xong rất mừng, còn khoe rằng cô nghe tôi tụng kinh Địa Tạng đã 1 tháng rồi. Khoảng 6 tháng nữa, cô sẽ được sinh về cõi trời, đến một nơi rất tuyệt mỹ. Cô còn nói, người thế gian hiện tại ngu giống y như tôi hồi xưa vậy. Tuy được mang thân người, nhưng đa số bọn chúng thấy đều không biết trân quý. Vì vậy, người nhất định phải viết ra, tả rõ về nỗi khổ của tôi cho mọi người biết, khuyên họ không nên tự tử. Phải hiểu rằng, quả báo tự sát rất đáng sợ, rất thống khổ, chẳng thể tưởng tượng nổi đâu. Được mang thân người là rất quý hiếm mà không biết. Nếu cứ mê bụi phụ bỏ thân người rồi sa vào cõi quỷ thì sẽ khổ vạn bụi. Thống khổ này không kể xiết. Bây giờ có người và chư vị khác tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho các oan hồn cô quỷ, nên tôi còn phúc duyên may mắn đến nghe mà tương lai được thăng thiên. Nói xong, cô nói với tôi, gà gáy rồi, cô phải đi ngay, vì cô không thể nhìn thấy mặt trời. Nữ quỷ đi rồi, tâm tư của tôi trở nên nặng nề. Tôi thầm nghĩ, người thời nay chỉ tin vào những gì mắt họ nhìn thấy, hoàn toàn chẳng biết bệnh trên thân mình là do quan gia trái chủ tìm đến trả thù, báo oán. Người ta ngày ngày vào bệnh viện mà chẳng biết ở nhà nên tụng kinh, phóng sinh, sám hối, thành tâm ăn năn, lo tịnh hóa thân khẩu ý, phục thiện để cứu chuộc các tội đã làm. Mà dù họ chịu thực hành đi nữa, nhưng chỉ cần tụng vài biến kinh chưa thấy có hiệu quả thì đã vội kết luận là Phật gạt lừa người, rồi vứt hết công phu. Tại sao bọn họ không chịu nghĩ đến bản thân mình, nhiều đời nhiều kiếp đã từng tạo biết bao nhiêu tội diệt chứ? Con người thối thường, làm gì cũng muốn thu vào, không chịu cho ra. Hiện tại tôi rất đuối mệt vì chuyện giao tiếp, bởi tính tôi hay nói thẳng, dễ đắc tội với nhiều người. Nhưng các bạn có biết chăng, hiện nay
người nói lời thật không có nhiều đâu. Tôi viết như vậy không có ý gì khác, chỉ muốn nói rằng những lời xây dựng giúp bạn hoàn thiện phẩm hạnh thì nên chịu khó lắng nghe, tiếp thu. Ngày mai là tiết Thanh Minh rồi, người ta sẽ đốt vàng mã bên đường rất nhiều, nhưng tôi không thấy vui chút nào. Các bạn biết vì sao không? Bởi tôi nghĩ thay vì đốt vàng mã, các bạn nên tụng nhiều bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho người đã khuất, thì tổ tiên và thân nhân các bạn sẽ được nhiều lợi ích. Nếu có thể tu sửa bản thân, ăn chay, hành thiện, phóng sinh, bố thí, tụng kinh, đem công đức đó hồi hướng cho quyến thuộc nhiều đời tiêu nghiệp, siêu bạc toàn bộ thân nhân đã khuất, thì đây mới là đại hiếu chân chính. Đang viết đến đây thì chợt nghe ông lão dưới lầu qua đời, con cái báo hiếu bằng cách mướn nguyên đồ nhạc, cho đàn trống rùm beng, diễn tấu sùm, có đủ các khúc ca cổ lẫn ca tân. Mắt tôi bỗng ướt đẫm. Trời ạ, đến bao giờ người ta mới hiểu và chịu thực hành hiểu đạo chân chính đây? Ngó bộ hôm nay đội hòa nhạc đang hòa tấu ầm ĩ kia sẽ quấy rầy tôi và cả khu phố này suốt đêm. Chân ngữ. Lời người dịch. Trước đây khi nghe Ngài Tuyên Hóa giảng là những người tự tử chết đi rồi ngày nào cũng phải diễn lại cảnh tự sát của mình, tôi hoài nghi không tin. Nhưng bây giờ câu chuyện này đã khiến tôi phải suy gẫm. Thêm nữa, Kinh Phật nói rằng danh hiệu cùng, uy lực thù thắng vi diệu vô cùng, do công đức tu tập hoàn hảo và đại nguyện của các ngài chiêu cảm nên. Chúng ta ở cõi người, có muốn kiểm chứng thì cũng là kinh nghiệm cá nhân tự biết, do không phổ cập nên ít người hiểu rõ. Khi dịch câu chuyện tới chỗ nữ quỷ yêu cầu niệm Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai là một trong bảy vị Phật được nêu danh xưng niệm trong bài Thí Thực Cúng Vong, thì nhan diện cô lập tức chuyển tốt, chứng tỏ cổ đức khi biên soạn bài kinh này đã hiểu sự huyền diệu của các thánh danh. Ở cõi người chúng ta không thấy biến hình rõ rệt như cõi quỷ, nghĩa là khi các pháp hội lễ sám được tổ chức, các chúng sinh vô hình đến nghe kinh, phát tâm hoan hỷ thiện lành, nhờ đó mà sắc thân chuyển tốt. Nếu là quỷ đói thì được no đủ, thậm chí còn được chuyển sinh sang thiện cảnh ngay, nhờ chuyển ác tâm thành thiện tâm. Do đó mà chư thánh xưa từng tổ chức lập đàn tràng sám pháp, cầu cho người dương kẻ âm trên bờ dưới nước. Nhưng để người cầu cho vẫn không bằng tự tu. Kinh cũng giải thích, nếu nhờ người cầu hay tạo phúc cho thì người thực hành sẽ hưởng phúc sáu phần, còn kẻ được hồi hướng chỉ hưởng được một phần. Và các kinh điển luôn nhắc bản thân mỗi người nên tự tu để hưởng trọn thành quả công phu. Kinh Địa Tạng được xác nhận là một bộ kinh tiêu tội tiêu nghiệp, tăng công đức rất nhanh nhờ uy lực đại nguyện của Ngài Địa Tạng. Nhưng đã có người bị bệnh nan y, lo phóng sinh, hành thiện, tụng đến 108 bộ mà vẫn không có kết quả. Khi họ hỏi, Quả Khanh giải thích là do người tụng còn ăn mặn, vì vậy người ăn mặn tụng sẽ không linh. Phải cử ngũ tân, ăn chay trì giới, giữ thân khẩu ý thanh tịnh và định tâm chuyên nhất mà tụng sẽ thấy hiệu quả rất nhanh. Việc này xin để độc giả tự thực nghiệm kiểm chứng.